rồi. Ngoan nhá. Ngoan. Nè, yên nào, không đỡ đau nhỉ. Sao mình đi. Ngoan à, băng không đau à. Bạn cháu này sao thế chị? Cháu sao cô ạ? À, lúc nãy cháu gặp bạn cháu này ngoài đường, hình như bị xe đâm trúng, cháu thấy nó cứ run lên không đứng được nên cháu gọi chú Vũ giúp ạ. Nó bị gãy chân và gãy xương sườn, nội tạng cũng có chút vấn đề, anh chỉ sơ cứu tạm thôi, chút xíu phải mang lên trạm thú y. Bây giờ đi luôn hả chú? Ừ, nếu mà cô cháu bận ấy thì để chú đi một mình cũng được. Không sao, tôi đưa đi được. Dù sao đây cũng là chú chó đầu tiên về đây sau khi tất cả chó mèo đã bị mất. Cả bông vàng của chú Vũ nữa. Không sao mà, khi mà mình yêu thương một ai đó thì mình cũng phải xác định đến lúc nào đó người ta cũng sẽ rời đi. Vâng ạ. Phán đoán của anh khá là chính xác đấy. Vì vậy bạn cún này thì nên ở đây một thời gian nữa để chúng tôi theo dõi thêm thì sẽ rất là yên tâm. Cảm ơn anh. Nhờ các anh giúp ạ. Có vấn đề gì gọi cho chúng tôi ngay nhé. Vâng, lát nữa mời anh chị qua quầy ghi bên like và đóng tiền khám. À mà thế anh chị định đặt tên cho bạn cún này là gì nhỉ? Gọi nó là Lucky đi ạ. Lucky, Lucky ngoan nhá, Lucky ở đây nhá. À, Lucky ngoan nào. Mình đặt tên con chó này là gì ạ? Trạm trưởng. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy nhá. Anh có biết phép lịch sự tối thiểu là gì không hả? Phép lịch sự ấy là khi người ta không trả lời thì đừng có hỏi. Cầm giúp tôi. Đã thế thì chị đặt tên em là Lucky nhá. Để từ nay em sẽ được yêu thương và hạnh phúc. Đặc biệt ý là không gặp mấy người khó ở. Đồng ý rồi nhá, để chị đưa em về ổ. Ơ à, ơ à kìa Lucky. Để tôi cầm cho. Ngoan nha. Kìa Lucky, sao em lại đối xử với chị như vậy? Chị đặt tên cho em cơ mà. Lucky, này. Ê, Lucky cách xa ơi. Đi. Em nhìn xem ai còn khó ở nữa không nào. Nào, nào. Ai khó ở? Ai khó ở? Ai khó ở? Anh chứ còn ai vào đây nữa. Đưa chân nào. Hả? Ừ. Nào, không được trêu em như thế. Nào, còn ai khó ở vào đây nữa? Ngoài, ngoài ai? Ai? Ngoài ngoài ai? Ai? Em đã chấp nhận đánh đổi trả giá, vứt bỏ tất cả danh dự, công việc và tương lai của mình, thì em phải xứng đáng được nhận một cái gì chứ? Không phải à? Anh chỉ đứng trên lập trường một người hiểu rõ về em và muốn nhắc nhở em đừng bao giờ để hai mẹ con em phải chịu thiệt thòi. Tại sao hai mẹ con em lại phải chịu thiệt thòi? Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Đấy mới là An Nhiên mà anh biết. Và đấy cũng chính là An Nhiên mà anh thích. Thực ra trên cuộc đời này, chữ biết nó rất giới hạn.
Bởi vì rất có thể khi chúng ta biết về nhau, thân thiết với nhau ở một mức độ nào đó, thì chúng ta lại chợt nhận ra chúng ta chỉ là những người hoàn toàn xa lạ. Làm trên bài khác nhá. Sao em nói mãi anh không chịu hiểu thế? Bài khác của anh có hit được như thế không? Sao anh cứ lấy phấn để mì bị vôi vậy? Xin chào. Chào đôi chim câu. À, hai bạn cho mình hỏi, ai là phấn, ai là vôi vậy? Anh tự suy nghĩ đi. Chà, muốn đi. Cái con nhỏ này, con bồ của ông có bị thần kinh không á? Gặp bạn thân của bồ mình mà không chào hỏi một tiếng nữa. Đến trá đúng lúc rồi. Việc tìm hiểu bản xét nghiệm á, tiến triển tới đâu rồi? Cũng chưa có tiến triển gì mới. À mà chú Vũ ơi, tại sao ngày xưa chú lại ghét cô Hà? Ghét hả? Dạ vâng ạ. Cô Hà kể với cháu là ngày xưa hồi mới gặp, chú ghét cô ấy lắm ạ. Lúc còn trẻ, thể hiện sự chán ghét á, đôi khi chỉ là biểu hiện đầu tiên của việc chú ý tới một người quá nhiều thôi. Chả biết ngay mà, làm sao mà chú ghét cô Hà được? Thế cô Hà có kể cho chị nghe về việc á, cô chú đã từng nhận nuôi một chú chó không? Dạ chưa ạ. À, bạn chó ấy tên là gì đấy ạ? À? Bạn chó ấy cũng tên là Lucky. Nhưng đến lúc bạn ấy mất á, chắc bạn ấy vẫn còn giận chú nhiều lắm.